Bây giờ thầy phải mở cửa đón tiếp fan Nguyễn Phương Hằng qua thăm thầy. Nói gì đó là 24/24 giờ 12 giờ khuya thì cũng mở, 1 giờ khuya thì cũng mở. Mà quan trọng phải nhắn tin trước rồi thầy mới lưu, chứ giờ điện thầy không biết số lạ thầy không nghe. Giờ nếu mà tính số Hằng, nhắn một cái tin số điện thoại con là Nguyễn Thị Phương Hằng rồi chủ Đại Nam, cái là thầy biết, cái bắt đầu thầy lưu vô Zalo đúng cái mặt mình luôn. Rồi ở đâu ok là điện. Chứ còn thầy sợ người lạ sao, rồi quản mấy đứa lính khác nó lợi dụng nó không là tôi là con hai em hai chú là Hằng, bảo vệ rồi bà Hằng sao? Lại cái kiếm tiền cái với thầy. Tiền sao? Cái là đưa nó lấy cái hồ đưa thầy rồi cái không thấy đưa thầy. Sao? Thầy mà thầy nên nhớ cô Nguyễn Phương Hằng cổ đi á, thầy lúc nào cũng 50 vệ sĩ, thầy có sợ không? Không, 100 vệ sĩ cũng được, đi 50 chiếc xe sẽ hai qua một lúc một giây ở theo cái đường thầy là toàn là để chữ Hằng hết.